Bà họ Tân. Thành phố nọ có một bà họ Tân, khoảng 50 mấy tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, quy y Phật đã nhiều năm. Bà hướng tôi kể lể những phiền não vô tận của bà. Bà có đứa con gái tên Minh Lan, bẩm sinh não bên trái phát triển kém nên ngôn ngữ hành vi không bình thường, chỉ người thân mới hiểu được những gì nó muốn nói. Hơn nữa, hễ gặp tình huống lính quýnh bực phiền là chứng động kinh phát tác. 20 năm nay, bà vì con nếm đủ vất vả gian lao, không cần kể cũng hình dung được. Nhưng mới đây lại xảy ra một việc phiền toái nữa. Lý Sơn là nhân viên bảo an khu vực thuộc bà cư ngụ nên hay lui tới chơi, sẵn tiện bà cũng nhờ anh trông chừng Minh Lan dùm, đừng để nó đi ra ngoài, sợ con mình đi lạc không biết đường về nhà. Do Minh Lan thường xuyên tiếp xúc với anh Lý nên dần dà phát sinh tình cảm. Cô hay lấy thức ăn nhà mình đem cho Lý Sơn. Anh đối với cô cũng rất thân mật. Khi bà Tân phát hiện ra điều này thì nảy ý muốn lo hôn sự cho con gái. Nhưng gia cảnh Lý Sơn rất nghèo, đến giờ vẫn còn mang nợ ngập đầu. Anh ta ra điều kiện với bà: nếu muốn anh cưới Minh Lan thì trước tiên bà phải lo trả nợ thay cho gia đình anh. Điều này chứng tỏ Lý Sơn chẳng hề có tình cảm yêu thương gì đối với Minh Lan. Phần Minh Lan thái độ cũng thất thường, vô chừng vô đổi. Hễ bàn đến việc lấy chồng thì cô bảo chưa muốn kết hôn sinh con. Thế nhưng suốt thời gian Lý Sơn về quê, do không được gặp anh nên cô hay phiền bực cáo gắt. Là mẫu thân nên bà rất lo, nếu như con như thế này mãi thì e rằng chứng động kinh sẽ bạo phát. Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật bệnh hoạn như thế. Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải cho bà hiểu ra duyên cớ. Tôi quan sát một hồi rồi kể cho bà nghe. Vào những kiếp trước, Minh Lan có một đời đi lính là võ quan ít. Ở quê nhà đã có vợ thay ông chăm lo hầu hạ mẹ chồng. Nhưng ông ít này tính xấu tàn tệ, ở trong quân đội, ngoài việc tạo nhiều sát nghiệp ra, ông còn phạm lắm tội như khinh nam, hiếp nữ, rất ưa làm chuyện hái liễu, bẻ hoa. Khi nào tiện thì gửi cho gia đình ít tiền, nhưng rất ít khi chu cấp cho vợ. Sau khi bị chết trận rồi thì ông ít đọa vào địa ngục, mãn kiếp địa ngục thì sinh làm heo rừng. Phần vợ ông lo hầu hạ mẹ chồng, mãi cho đến khi bà qua đời, nàng vẫn tiếp tục sống cô độc khốn khổ cho đến khi tạ thế. Bà Tân kiếp trước từng là quan văn y, từ nhỏ nhờ cha mẹ tin thờ Phật nên y thường cúng dường tam bảo. Một lần cùng bạn bè đi săn, y đã bắn trúng vào não trái con heo rừng, khiến nó ngã lăn ra chết và bọn họ làm thịt nướng ăn. Nhờ đời trước ưa cúng dường tam bảo nên đời này bà Tân được giàu sang. Riêng ái nữ Minh Lan chính là con heo rừng từng bị bà bắn chết. Minh Lan do tạo tội ác bị đọa địa ngục, nên đời nay dù được sinh làm người, lục căn chẳng đủ. Đây là dư báo của kiếp làm võ quan háo sắc, sát sinh, tạo nhiều tội ác. Bà Tân nhờ kiếp trước tin Phật rộng tạo phúc điền, nhưng không giữ giới sát, ưa đi săn bắn giết chóc, vì vậy mà chiêu lấy ác báo. Con heo bị bà giết chết đầu sinh làm con, khiến ngay trong đời này bà phải gánh lấy khổ phiền vô tận. Người vợ đời trước bị võ quan bỏ bê, sống đời cô khổ, nay chính là nhân viên bảo vệ Lý Sơn. Hiện tại bà Tân phải sửa đổi mình, trước tiên cần phải sám hối tội giết con heo rừng kiếp xưa, phải vì nó mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng cầu hóa giải oán hận, cũng phải thường xuyên dẫn Minh Lan đến chùa cho tham dự các pháp hội để nó được gieo duyên lành với tam bảo. Không nên nhốt nó mãi trong nhà, vì làm như vậy là thất sắc. Rất cần cho nó tập tiếp xúc làm quen với bên ngoài, bằng không Minh Lan ngày nào cũng bị giam hãm tù túng, cứ quẩn quanh nơi cư ngụ, khiến tầm nhìn bị gò bó hạn hẹp. Như thế thì chắc chắn bà sẽ phải gả nó cho Lý Sơn. Mà thực ra Lý Sơn có mưu đồ muốn chiếm tiền bạc gia sản nhà bà, nên bất đắc dĩ phải cưới Minh Lan.
Vì vậy sau khi kết hôn xong, anh ta sẽ nhàn nhã đi hái hoa bắt bướm, viện cớ là phải chăm sóc Minh Lan nên không thèm làm việc gì. Tương lai anh sẽ ở nhà họ Tân, diễn cảnh ngồi không mà ăn thì núi cũng lỡ. Còn bà Tân không những phải dùng tiền để trả nợ mình đã thiếu mạng con heo, còn phải thay con heo trả khoản nợ nó đã thiếu cô vợ trong kiếp trước. Kể xong tôi kết luận, trong các tội sát sinh là nặng nhất, nếu không đoạn trừ ăn mặn thì sau này sẽ khổ vô biên. Mong bà phát tâm tu sửa để lìa khổ, không những phải sám hối các tội mình đã tạo ra mà còn phải độ cho Minh Lan và Lý Sơn, giúp cả hai bước vào con đường học Phật. Tôi xin đem công đức viết ra câu chuyện cảnh tỉnh thế nhân này hồi hướng cho bà Tân và Minh Lan, hy vọng họ nỗ lực học Phật tinh tấn. Cầu cho Minh Lan trí huệ tăng trưởng, tương lai có thể tự lo liệu được cho đời sống của mình.